Cỏ hồng đang vào mùa nở rộ ở Gia Lai, ở khu vực trường thông xã Gờ La, huyện Đắc Đoa, quan cảnh vốn dĩ đã nên thơ vào mùa này, lại có thêm sắc màu rực rỡ của cỏ, càng làm khung cảnh thêm đẹp. Vì có màu nâu vàng và hơi pha hồng khi có ánh nắng, nên nhiều người dân địa phương gọi loại cỏ này theo màu sắc và đặt tên luôn cho đồi là đồi cỏ hồng. Thời điểm nở rộ của loại cỏ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm, từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm đúng vào lúc bông nở trộn, du khách từ khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng cảnh tượng trực trở này. Hai thời điểm được du khách ưa thích nhất là buổi sáng bình minh và chiều hoàng hôn. Ở một giai đoạn này trong ngày, màu sắc của cỏ sẽ thay đổi theo ánh sáng mặt trời và góc độ, khẩu độ ống kính chụp. Ví như vào sáng sớm tiết trời lạnh, nhìn qua ống kính máy ảnh, cỏ có màu trắng tuyết, nở thành bông và có bám sương sớm vô cùng đặc sắc. Đến chiều muộn, cũng qua ống kính máy ảnh, cỏ chuyển sang hồng, ngã vàng rồi chuyển nâu khi mặt trời dần lặn